cà phê giảm của mẹ luôn. Mà thật ra đang làm thế mẹ luôn. Freelance store. Hi, salut. Xin chào. Đây là một chiếc góc với góc quay rất là kỳ lạ. Nghe bà My thì đang là ngồi ở cà phê giảng, cà phê trứng nổi tiếng nhất nhì Hà Nội. Bình thường đi chơi với My với mọi người bên châu Âu thì nó hay quay vlog kiểu mấy mình đi đâu mình ăn gì các kiểu. Nó hơi vô tri, nó chỉ là những cái vlog du lịch rất là bình thường, đưa thông tin du lịch. Nếu mà ai chú ý thì mới nốt lại thôi. Còn bây giờ khi về Việt Nam rồi thì Nam muốn có những cái chuyến đi nó ý nghĩa hơn, nó deep hơn. Cho nên là chủ đề của vlog ngày hôm nay, chủ yếu là chuyến đi Hà Nội ngày hôm nay sẽ là tại sao phải lấy chồng. Bà biết là tại sao tôi đặt cái chủ đề này ngày hôm nay lại vậy không? Không. Tại lý do mà rủ tôi. Nhớ rồi. Lý do My rủ Nga đi du lịch Hà Nội, mặc dù biết là Nga đi Hà Nội rất nhiều, đó là? Đó là vì có thể là đi với tinh thần thứ nhất là du lịch, tại vì bình thường Nga mà đi Hà Nội chắc là Nga đi công việc gia đình thôi. Đúng rồi. Nhưng mà lần này có My thì chắc chắn là sẽ đi theo một cái tinh thần khác. Đúng, chính xác. Cái thứ hai nữa là kiểu hai đứa cũng rịch có nhiều kế hoạch, kiểu lấy chồng này, rồi đám cưới, xây dựng gia đình riêng này. Thì ngồi suy nghĩ cái chết là bây giờ mà coi như đây là một trong những cái cơ hội cuối cùng để mà hai đứa có thể thực sự đi chơi với nhau, kiểu như là hai con người chưa có single. Đúng rồi. Bachelor trip. Đúng rồi, chưa có một cái attachment gì hết. Đúng hả? Bí quyết đi chơi rất là đương thời của cô Yên đó là chỗ nào mà có chữ có số 2024 là phải chụp hình, hiểu không? Tự nhiên đi ngang Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ. Cô Yên phải đứng lại chụp hình, giả bộ check in. Mình nghĩ vì sao, tại sao chúng ta phải lấy chồng? Phải lấy chồng để cho ba mẹ yên tâm, để cho họ hàng đừng hỏi những câu hỏi chừng nào lấy chồng vào mỗi dịp lễ Tết. Kiểu nghĩa vụ gia đình, kiểu social norm á, của xã hội nó gì, kiểu tiêu chuẩn xã hội. Con gái tới tuổi là phải lấy chồng. Đúng rồi. Bà con khoe cái chữ chắn à. Vô lại, vô 2, 3. Vô. Như ở nước ngoài thì với mọi người thì My vẫn là em bé, kiểu cả mọi người đều kêu trời ơi mày còn con nít đó mà mày lo gì ba cái chuyện này, chưa giờ đã lo cái chuyện này rồi. Về Việt Nam thì mọi người giống như kiểu ủa sao bây giờ con chưa lấy chồng, mọi người nhìn giống như kiểu một bà cô già sắp nơi rồi đó. Mỗi xã hội sẽ có những cái tiêu chuẩn khác nhau. Chứ bây giờ bên kia họ còn bảo tại sao phải lấy chồng, nó họ hỏi câu y vậy luôn á. Ta tự sống, ta tự vui, ta tự đi chơi, ta tự ăn, kiểu thế, tại sao lại phải lấy chồng? Xa nha, đây là khách sạn của bạn tụi tôi, nhớ qua ủng hộ nha mọi người. Ngõ Phất Lộc nha, xung quanh rất là nhiều đồ ăn ngon. Rất là sạch sẽ, rộng rãi luôn. Hôm nay được ăn lẩu ếch rất là nhân dạ. Mà cái chỗ này đông nhưng mà nó bự hơn tới 5-6 gian nhà luôn đó mọi người. Ở ngoài kia nó quá trời quá đó. Nghe nói là đặc sản là lẩu ếch, ăn lẩu ếch ngủ nè. Ở đây menu đơn giản lắm, thằng ếch cho mọi người ếch hoặc là một chút xíu bòm, xíu gà. Trời gì vậy? Cái gì vậy? Hai vị. Gọi lẩu nhưng mà bạn đưa ra một dĩa ếch gì? Đàng hoàng. Thì ra đây là ít viên xong rồi thả vào lẩu. Vẫn giàu như xưa chứ. Đây mới là chân ái của tôi nè. Này mọi người coi thấy đông quá trời quá đất luôn, mấy dãy luôn. Đi ăn sầu phố ở Ô Quan Chữ. Đây là lần đầu tiên nghe tới cái chỗ Ô Quan Chữ này, mình đã nghe tiếng rất nhiều. Chỗ này bán rất là nhiều sầu riêng. Cái này của khám ngon quá nè. Xin nhờ. If I could show you, I'd hope that you could see all the possibilities. There could be a place for you and me. And under the stars, you pack up your car, 'cause you're going far away from here. Ôi, ông anh chú thật là xinh, nhưng mà người ta đang mất công.
hôm nay á, thực ra anh ngủ dậy cũng khá là sớm so với một tiếng như lần. Nhưng mà họ rốt cuộc thì cũng 10:30 mới ra ngoài được. Sư xoài rồi đó. Hai đứa tụi nghe đang đi ăn sáng. Bà My bà kêu là bà muốn thử phở thìn đó mọi người. Nhưng mà phở thìn lò đúc hơi xa, mình biết. Cho nên là đi phở thìn bờ hồ. Nhưng Nga cũng chưa bao giờ ăn phở thìn bờ hồ hết. Với lại phở thìn bờ hồ các khách sạn tụi Nga có 450m là một đường thẳng luôn mọi người là tới rồi. Nên là đi thử cho biết. Bình thường là không có bị rơi vào những cái tourist grab này đâu. Nhưng mà nó thơm quá mọi người, không thể chịu. Tự nhiên chú bán vào bữa đi ngang qua làm gì? Này mình bán bó hay sao vậy anh? Bán nhau gì của nặng? À mình tính theo lạng hả? Cho em một bó mà cầm vừa vừa tay là được. Thôi ghê luôn không? Ủa bình thường mọi người muốn này để làm gì? Đầu năm luôn không biết. Sao bưởi mà có thể... Đây là bưởi cảnh nha. À bưởi cảnh cho nên là hoa nó đẹp vậy ha. Chứ còn nếu mà người ta mua mấy cái hoa rớt rớt thì người ta làm gì? Mua nước tắm. Bằng lạc, cái này là cái lạc cũng như lạc có bánh chưng á. Có mấy phần kiểu. Sao rồi anh cân ký, cân lạng hả? Ừ. Cái đó, cân này hồi xưa ngoài quê em thấy nhiều lắm. 6 lạng tươi à? 6 lạng tươi mà hai đứa nói tiếng Sài Gòn nữa, anh chiếm cho đẹp luôn, 201. 201 đẹp luôn. Nhưng mà thôi không sao, vui lòng vui vòng. Đúng rồi. Kêu là đầu năm mua là sẽ may mắn thơm tho rồi đó. Đúng rồi. Với lại mua trải nghiệm nữa. Nhiều khi có 210 cũng đâu mua được cái này. Đúng rồi. Nghĩ vậy đi cho nó vui. An ủi. Báo cao đi. Tới rồi đây. Ở sao thấy nó vắng vắng nhỉ. Mi là ăn tái bắp. Là trái dầu cả thứ là thức ăn kiểu nó mỡ mỡ một xíu và thật là bất ngờ giờ mới biết là bà My chưa bao giờ ăn phở với quẩy. Welcome to Hà Nội. Bao nhiêu năm rồi quay lại cà phê Đinh vẫn là sợ cái thang. Cái cầu thang này rất sợ nhé. My vừa bảo chứ, bồ bí là đừng đi. Bồ bí là đừng có uống cà phê Đinh. Mình đang vô một cái tiệm gốm ở trên hàng trống. Trời ơi, nó xinh quá mọi người. Đây là gốm Bát Tràng. Nhìn cái này nhớ mà mai quá. Cái tiệm này nó xinh mà nó bự lắm luôn. Cái tô đánh matcha có không? Tôi thì tưởng nó đau cổ và gáy mà bà My kêu là cái ly thóc nó hết chỗ đứng rồi. Hợp lý. Đây là tiệm mà chăn thân công. Mình thử một số cái đầm vintage cho mọi người coi. Mọi người, cái áo này à, rất là xinh nha. Cái tay và cái chân váy thì nó bị rách rồi. Tưởng tượng so với ví dụ như mặc chân váy khác. Kỳ nhất. Cái đầm này rất đẹp nha. Không biết tại sao cho mọi người thấy nhưng mà nói chung là nó cái phần chân váy rất xinh, cái phần eo rất là xinh luôn, cái phần cổ cũng xinh, cái phần dưới này nè nó có một cái lớp lưới đó. Cái cổ trời ơi, cái cổ rất đẹp. Vải này thì nó in chìm như thế này. Cổ đẹp quá. Đây là lý do chúng tôi đi từ Hàng Bạc đến nhà thờ. Mất 4 tiếng vẫn chưa tới nhà thờ. Đây là tiệm đồ vintage chăn con công hả? Nói chung là mua được rất là nhiều nhưng bà My bà mua được 4 triệu tiền đồ có tin nổi không? Rồi finally bây giờ mới được dắt My đi nhà thờ uống trà đá chén vô á. Giờ đang trà chanh nhà thờ. Hình như hoa mà quá đông người mọi người ơi, nhìn nước xỉu đông quá kìa đâu.
Nhưng mà in general làm con người thì thường người ta sẽ nghĩ tới chuyện lập gia đình đó. Người ta cảm thấy giống có một cái trách nhiệm cao cả hơn của loài người là phải duy trì nòi giống, phải sinh sôi nảy nở. Cho nên là cho dù ở văn hóa nào chăng nữa thì cái chuyện lớn lên trưởng thành phải lập gia đình là chuyện khá là hiển nhiên. Mấy năm gần đây kiểu người ta sẽ sống hiện đại hơn, người ta suy nghĩ thoáng hơn, có nhiều cái phải theo đuổi trong cuộc đời hơn. Cho nên người ta sẽ thấy là ố đâu nhất thiết nào phải lấy chồng đâu, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà đối với những người phụ nữ như tụi mình á thì cái chuyện phải lấy chồng nó nặng nề hơn nhiều. Ngoài chuyện kiểu cái gì gọi là trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội thì nó còn có trách nhiệm cho bản thân nữa. Tại vì nếu như mình có ý muốn có con thì mình phải lấy chồng. Đúng rồi. Cậu là đúng rồi. Và anh có mơ khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối, anh với em mơ mùa thu ấy.